và anh Thơ Hoàng nhắc về cái vấn đề biểu tình đó ở tòa đại sứ Việt Nam ở San Francisco đó, thì giờ mình thách những người đó đó. Mà nói thiệt ra mình thách mà những người mà ủng hộ cho Andy Huỳnh đó, hay là gia đình đó, mà tới mà thành phố San Francisco mà tòa đại sứ Việt Nam đó, mình thách một buổi tình đó. Cái đó mình nói thật, không có cửa. Anh lấy cái diện biểu tình à, anh lấy cái tư cách diện biểu tình. Cái thứ nhất, nó không có liên quan giữa Việt Nam với Mỹ. Đó là cái thứ nhất. Cái chống phá bàn giao. Cái đó là cá nhân con của anh hay là con của chị à, đi qua bên kia làm lính đánh thuê. Cái chuyện rắc rối này tụi tôi còn chưa xử con của bà nữa kìa, hay là con của chị nữa kìa, hay là con của anh nữa kìa. Đừng có nói mà bây giờ mà thêm là lôi Việt Nam vào để mà chúng tôi là này nọ. Cái đó là chuyện không phải nói rất là buồn cười. Cho nên trở về cái vấn đề mình đã nói anh em rồi, hồi xưa đó cái vụ Mỹ mà đánh Taliban đó, thì cũng có một tên người Mỹ John Walker cũng tham gia Taliban, đánh lại quân đội Mỹ, đánh lại nước của họ. Rốt cuộc Mỹ bắt sống, bây giờ nó còn chưa thả nữa kìa. Đó, cái tội mà phản quốc, cái tội mà gọi là một người công dân mà đi qua nước khác đó, mình xâm nhập vào quân đội, gia nhập vào quân đội mà để quýnh lại quân đội nước Mỹ, là cái tội đó nặng lắm đó. Cho nên mình đã nói với anh em là cái sự mà anh chàng Andy Nguyễn này nè, Andy Huỳnh này nè, là cái vụ này đó là Mỹ mà nó nghe đó là nó thấy là nó tức là tại sao? Tại một cái thằng đâu không phải là người Mỹ chính gốc đó, mà làm bôi bác mà đến nó làm ảnh hưởng đến cái sự mà tiếng tăm của nước Mỹ đó. Tại anh biết đó, Mỹ cái gì chứ mặt mũi và vinh dự của nó đó, là trên hết anh. Đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lúc nào Mỹ đó, nó cũng nó đặt đề cao cái vị trí đó rất là cao. Mà trong khi những cái thành phần ngớ ngẩn này nè đi qua bày đặt muốn làm anh hùng rơm, muốn làm anh hùng mỹ nhân hay là anh hùng cứu thế hay này nọ, giờ kêu những cái thành phần mà EQ hay là những thành phần mà chống cộng bây giờ nè qua đó đi, mình mong cho tụi nó qua đó, qua hết đi. Đang dám đi cái gì? Hai dám đi đâu? Anh ơi, giờ, Việt ơi. Sao anh Việt Ray? Cho em nhảy vô 30 giây thôi. em nhảy xuống. Lỡ đùng cái càng lên rồi phải không? Càng kiết gì đâu, tự nhiên ông rút mất tiêu hết trơn. Cái trội nãy giờ tranh thủ không thấy cái càng đâu cả. Cái nãy giờ nghe mà thấy phát chán với cái ông Jim Bond này. Ồ, đúng là điệp viên 007, ổng làm như là ở Hollywood vậy đó. Cái quân đội Mỹ, đúng không anh này? Việc thấy trả lời họ thấy Việt Ray ý kiến sao? Hình như nếu Việt Ray nhớ không lầm á là tổng thống Mỹ cho mấy chục ngàn quân hay đâu, nghe nói là bây giờ lên cả 100.000 quân rồi. Quân lính Mỹ đang đồn trú vòng mấy nước NATO ở bên châu Âu mà không một thằng nào dám bước chân qua Ukraine, đúng không? Đâu có được lệnh đầu đánh, đâu được lệnh làm gì đâu, đi qua đó tập trung đứng vòng đó thôi đó. Nhưng mà tự nhiên đâu có một thằng ếch cũng nói là quốc tịch Mỹ cũng này kia nọ, mới tự nhiên nhảy qua bên đó đánh mà giờ bị bắt. Thì cái vụ trường hợp này giờ tính sao anh? Theo anh cái đó tự nguyện hay là sao? Được cái gì không? Được ưu tiên gì không anh ơi? Việc mình nghĩ theo mình nghĩ là cái thứ nhất là mình là dân tộc thiểu số, mà dân tộc mà hạng bét nữa, dân tộc mà thiểu số mà hạng bét nữa, thì đối với Mỹ nó thiệt đó, thôi cho mày lên đường sớm đi, nhưng tao không muốn tiếng tăm kéo dài. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, Mỹ đó với Nga đó đã nói rồi, cái gì mặt mũi gì hai nước chính trị kinh tế nó đâu có thể nào mà vì cái tên mà vớ vẩn đâu mà đặt vị trí là quan trọng mà để cho hai người đó mà phải ngồi mà nói chuyện đâu. Thấy không? Thì giống như thì giống như lúc đầu á, lúc trước Việt Ray có nhảy lên nói chuyện với anh Thơ Hoàng khúc đầu á, đây là cái trường hợp này sẽ giải quyết là cái trường hợp nó kêu là gì ta, cuối cùng á, giống như là lo xong tất cả mọi chuyện rồi bắt đầu còn cái cuối cùng, còn thằng này tụi bay đang bắt nhau nó phải không, thì lôi ra để thương lượng, đúng không? Chứ còn bây giờ luật chiến tranh người ta đang ở đó, hai nước đó đánh nhau. Thằng Mỹ là cái thằng cầm đầu của đám NATO, bao nhiêu quân lính đứng vòng vòng đó, không ai dám vô, lệnh không thằng nào được nhảy vô, không làm cái gì hết. Tự nhiên có ông nội nào đâu đó cũng làm người Mỹ, kêu là tự nguyện tình nguyện cái con khỉ gì đó nhảy vô đó, rồi giờ cái bị bắt. Có phải là mang tiếng đó không? Có phải là bôi trò trét trấu lên mặt Mỹ không? Nghe cái trường hợp này coi chừng vài bữa nữa cho Biden kêu nào rảnh rỗi bệnh đó mày quất luôn cho nó lên đường giùm tao cái đi, chứ tao thấy mấy bữa nay tao bị chửi nào là xăng dầu rồi đủ các chuyện, tự nhiên đâu lòi thằng ra kêu là lính Mỹ tự nguyện đi làm cái chuyện tào lao, đéo mẹ đó kiểu chào phát, đúng không? Rối này vậy mà mấy ông kia cứ làm như là trong phim. Cái vấn đề giờ đó anh Thơ Hoàng, xin lỗi anh Việt Ray nha và Trung nha, cái vấn đề giờ nè mình đâu có nghe cái tụ mà Human Rights Watch á, sao tụ nó không lên tiếng vậy ta, mình chưa những cái thành phần bây giờ cho là đại diện cho bây giờ con cháu quay bắt cờ vàng nè xuống đường đó, xuống đường kêu vô kêu xuống nhà trắng quay áo gì đây đi đó, Human Rights là mạnh luôn đó đó, xuống mẹ gì thấy mấy nay đang ở bên quốc hội xèo hết rồi xuống đó tiêu quá. Nhân tiện có anh Việt Ray với anh Âu Việt cho em hỏi chút là hôm 11 tháng 6 đúng không ạ, là người dân Mỹ người ta có xuống đường người ta biểu tình về cái vấn đề mà xả súng đó, thì không biết là mấy anh được gọi là chuyên mà hô hào đấu tranh cho dân chủ này nọ đó, thì không biết là người ta có xuống đường cùng không anh? Tham gia nó súng nhau nó trốn mẹ nó hết trơn rồi, có thằng nào dám nó ra đâu. Trời kỳ hết trời, sao vui mấy ngày hôm nay nó trốn qua tới Mỹ luôn. Nó chạy qua tới Mỹ nó trốn luôn. Bắt coi Liêm Rai dãy xuống có chuyện tí xíu, anh em tiếp tục nói chuyện đi. Một càng xuống đúng không? Cả càng xuống đúng không? Giờ đưa càng xuống em. Thôi chắc hỏi đi, em nhảy xuống được rồi. Lên thì dù càng luôn. Xuống không cần càng. Cái chuyện này là chung. Khi mà nếu mà nói về mà phong trào biểu tình đó, ở Mỹ đó là thường là những người Việt Nam của mình là không có cửa. Mình xin lỗi nha, không có cửa. Tại sao? Tại vì họ chỉ nịnh bợ về chính quyền Mỹ hay là những cái thành phần mà mấy cái đài VOA này nọ hay là BBC rồi này nọ, để tụi nó chỉ chống đối với Việt Nam của mình thôi. Chứ còn mình nếu mà nói về cái mặt xã hội bên Mỹ hay là pháp luật ở Mỹ hay là cái gì mà gây cấn cho cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ đó, thì những cái thành phần Việt Nam của mình ở bên này đó là im như hến vậy đó, cái nghĩa là khỏi cần mà dán băng keo vậy đó, tự họ là dán thôi. Cái nghĩa là họ không có hành động cử chỉ gì mà để mình lên tiếng, không có. Tới cái đoạn đó là tự động bị gió độc á khẩu, đúng không? Vừa ra ai vậy tự nhiên mặc định là tới đó là á khẩu rồi, đúng không? Đúng rồi. Là không nghe không nói gì, như bị tai biến vậy. Tức là đó tự nhiên họ bị tai biến. Cho nên thì cái vấn đề mà biểu tình đó, anh phải có một cái tổ chức, anh phải có một cái sức mạnh về bao gồm cả một cái hệ thống về giống như là hội này hội nọ hay là cộng đồng này cộng đồng nọ để anh đi, chứ không có phải là mấy ông tướng Việt Nam của mình cũng bày đặt mấy ông chỉ là tự cho mình rồi bắt đầu làm mấy cái chuyện rù bu, không có đâu anh. Tại cái cách biểu tình ở bên Mỹ đó, họ có một cái kế hoạch đàng hoàng, họ lên kế hoạch đàng hoàng, chứ không phải là muốn biểu tình làm biểu tình đâu. Thì người ta có phải xin chính phủ không anh? Người ta có phải xin chính phủ không? Thì mấy cái đó thường thì cũng tùy em, tùy theo cái sự biểu tình. Nhưng nữa. Ok, mình đồng ý với việc là tùy, nhưng mà sau này nè, ví dụ sau ngày 19 tháng 6 thì họ phải xin phép hoàng đế không? Rõ ràng, đúng không? Bởi vì bây giờ vấn đề nó đặt ra thế này là hai việc nè. Đào Minh Quân xưng là hoàng đế của tộc Ba Que, đúng không? Bây giờ nếu những con người kia họ không phản ứng lại cái điều đó của Đào Minh Quân thì mặc định là họ công nhận. Đồng ý chưa? Đúng không? Họ mặc định họ có thừa nhận Đào Minh Quân là hoàng đế của họ. Mà đã thừa nhận họ là ông ta là hoàng đế đó thì làm cái gì thì phải xin phép và mới bái kiến thiên triều rồi chứ, đúng không? Đâu có đùa được. À, vấn đề nằm chỗ đó nữa đó, đúng không? Chung với ai Việt thấy sao? Cái quan điểm mà ông hoàng đế ở bên này thì sự thật những người Việt Nam bên này họ cũng không quan tâm gì đâu, họ cũng không biết nữa, họ không biết mà những cái thành phần này, chẳng qua chỉ có một số nhỏ nào đó thôi đó. Còn cái vấn đề mà họ xem như thằng tâm thần nào đó nó muốn nói gì nói, đúng không? Thì đa số là tâm thần rồi anh, những người Việt kiều bên này đa số cho những thành phần đó là tâm thần rồi đó, những thành phần mà kiểu giống như là nằm mơ giữa ban ngày mà đi cà nhõng rồi bày đặt là tự cho mình là thượng đế hay là tự cho mình là gì đó quốc vương hay tự cho mình gì đó nó. Cho nên người Việt ở bên này thì một số người là họ chỉ bây giờ họ chỉ chú trọng về cái sự mà cái nguồn thu nhập về kinh tế và đời sống gia đình của họ thôi đó. Em thì em lại thấy như thế này, có nghĩa là thường chúng ta hay đặt ra một cái câu hỏi mà em cũng hay tự hỏi bản thân, đó là thường đó là anh em chúng ta thấy là khi hoàng đế người ta lên ngôi đó thì người ta có đầy đủ về nhiều yếu tố, đúng không ạ? Nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là quân đội, để người ta có thể bảo vệ được cái vương triều người ta. Thế bây giờ cái tay Đào Minh Quân này tự xưng là hoàng đế ở Mỹ thì em không biết là hắn có bao nhiêu quân đội, cai quản bao nhiêu thần dân, rồi lãnh thổ đến đâu, rồi mỗi một lần chính phủ Mỹ thực hiện vấn đề này vấn đề kia thì có phải xin thánh chỉ không hay như thế nào, rồi các cái công dân ở các cái quốc gia công dân đó mà gọi là thần dân của cái vương triều đó, vương triều Đào Minh Quân này, thì mỗi một lần như vậy thì cũng có phải xin thánh chỉ hay cái gì không, rồi sắc phong như thế nào, rồi quân đội thì đóng ở đâu, quân số bao nhiêu, trang thiết bị thế nào, thì em cũng thấy rất là lạ. Hay là ở bên đó thì thích thì cứ lên thôi, mà theo em nghĩ thì cũng có thể là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là anh em ta thấy không, toàn là tự xưng là hoàng đế, là tổng thống, là thủ tướng. Bây giờ riêng bên Mỹ, ngoài tổng thống Mỹ ra thì còn có một mớ đó mà không biết là những cái người đó thì như thế nào. Mà nếu như mà không phù hợp thì dĩ nhiên các anh phải lên tiếng, các anh phản đối, đúng không ạ? Phản đối chứ. Giống như anh Ao Việt bây giờ, nếu như anh không phản đối có nghĩa là anh đồng tình cho cái việc Đào Minh Quân này lên làm hoàng đế, đúng không ạ? Thế thì có phải là anh là trở thành thần dân của Đào Minh Quân không? Tôi đánh rằng là người Mỹ đó, người ta không hiểu, người ta không biết, bởi vì các anh làm mấy cái trò bằng tiếng Việt người ta không quan tâm lắm, và nó không ảnh hưởng gì đến an ninh của nước Mỹ. Thế nhưng mà rất nhiều người khác, ví dụ anh Ao Việt, anh Việt Ray rồi các anh thì các anh không đồng tính việc đó, nhưng còn lại những người khác thì như thế nào? Hay là người ta cho rằng cái đàn cha này nó làm việc rồi bu mà hơi đâu mà quan tâm, đúng không ạ? Hay là bị hoang tưởng này nọ, thì rõ ràng thì cũng có thể là như vậy. Thì em đang suy nghĩ nó có thể là nó hơi xa một tí, bởi vì sắp tới đây thì là lên ngôi hoàng đế rồi, mà em cũng rất là lăn tăn cho mấy anh em ở bên đó, nhiều khi đi làm có khi phải xin phép nữa thì rất là khổ. Thì theo anh thì thế nào hả anh Ao Việt? Thì theo chúng nói thì cái vấn đề mà người dân Việt kiều bình thường bên này á, sự thật họ không biết mấy ông này là ai luôn, cái đó là sự thật. Cho nên chỉ có một số nào đó là tự phong hoặc tự cho ổng là hoàng đế này nọ, hoặc là ổng cho hoàng đế. Nhưng mà cái vấn đề nó khổ vậy này, chung ở Mỹ ít có ai họ muốn dính líu gì cái vấn đề hội này hội nọ, hay là băng này băng nọ, hội nhóm á. Tại anh biết sao không? Lỡ mà cái chuyện gì nó xảy ra đó, là an ninh của Mỹ nó lôi đầu hết. Thì lúc đó mà anh biết mà khi mà an ninh của Mỹ mà nó lôi đầu anh vô đó là cuộc đời của anh đó là xong hàng đó nha. Cho nên họ đâu có muốn, họ đâu cũng như là anh nhớ cái vụ mà Capitol mà năm vừa rồi mà ngày 6 tháng 1 á, đúng ngày 6 tháng 1 á. Bữa hôm cái đây khoảng tuần này nó đang đưa ra những thành phần mà ra tòa này nọ đó, thì đó bây giờ đó là bất cứ những thành phần nào mà có dính líu trong cái ngày đó đó nha, đó, nó sẽ lôi đầu từ từ ra, nó sẽ bắt từ từ ra. Thì trong đó, thì bữa đó mình có thấy là anh Lâm Văn Hà đó, anh Lâm Văn Hà đứng ở ngoài. Thế giờ có một số đồng nghiệp của bạn bè của anh ta, thì không biết là tương lai nó sẽ lôi đầu anh Lâm Văn Hà là không nha, nhưng mà mình bảo đảm nó sẽ lôi. Nó hỏi là anh có dính líu gì cái tổ chức này không, hay là dính líu người sau, hay là này nọ sao, mà lý do tại sao anh ở đây, nó sẽ lôi ra. Nhưng mà chẳng qua là ảnh là cái hạng tép, bây giờ nó bắt những cái thành phần mà đầu sỏ trước đã, nó lôi đầu những đầu sọ ra trước đã, còn hạng tép á, để từ từ nó sẽ ấy ra, tại nó có hình ảnh hát mà anh, cho nên nó quan sát nó biết đó mà đó, cho nên nó bây giờ ra thì nó đang xét xử từ từ. Cho nên trở về cái vấn đề đó thì trả lời chung đó là sự thật, những người bên này đa số họ sợ dính líu về những cái mặt đó lắm, cái đó là sự thật. Thì họ chỉ muốn là một người tới cái đoạn này nè, vì tới cái đoạn này là thực sự mình cảm thấy mình lo lắng cho anh Lâm Văn Hà. Chắc chắn rồi anh. Mình lo lắng cái gì? Lo lắng cái điểm này nó mới là đẻo nữa. Tức là những cái thành phần á, mà khi mà thấy anh Lâm Văn Hà dừng lại á, thì nó quay qua, nó bắt đầu nó có động thái thế này thế nọ, anh Lâm Văn Hà biết không? Thì mình sợ cái thành phần đó đó, nó chơi đẻo, nó cung cấp những cái tư liệu đó cho cơ quan gọi là hành pháp của Mỹ để làm rõ cái vụ ngày 6 tháng 1. Thì cái đó anh Lâm Văn Hà mệt lắm. Đó, tức là ngay người trong cuộc á, ngay trong cái những thành phần gọi là ngày trước là trong cái tổ chức mà anh Lâm Văn Hà tham gia, ví dụ chơi chung gì đó vân vân, tụi nó chơi đẻo mà tụi nó đâm cái đó một cái là bắn đứng đó. Mà không, cái này bắn nằm luôn, nó không đứng nữa. Nó bắn chỗ này nó nằm luôn rồi. Đúng không ai vị? Nó bắn chỗ này nó bắn ngầm luôn, cho nó bắn đứng nữa. Là anh Lâm Văn Hà mệt. Thật sự nếu mà ai việc chia sẻ tới đoạn này là mình cảm thấy lo lắng cho anh Lâm Văn Hà. Mình biết, mình có những đoạn clip đó, những hình ảnh mà anh Lâm Văn Hà từng tham gia, những câu chuyện gì mình biết mà. Đó, nó mệt lắm á. Rồi, tiếp theo cái này nên mình hỏi ai việc nè. Hình như là nghe nói là bên đó hình như là Bộ Tư pháp Mỹ hay gì đó, họ đang đưa cái câu chuyện của ông Trump ra xử lý đúng không? Đúng rồi. Thì ngược lại, những cái thành phần trước đây gọi là ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt á, như thằng Trương Quốc Huy nè, thằng Trần Nhật Phong nè, vân vân, cái đám truyền thông đó đó, thì tụi nó có những cái like nào hay có những cái nội dung nào nó lên like, lên nội dung để nó gọi là nó bảo vệ cho ông Trump không? Có mà, có không, ý nó hiện tại đó, nó lên nó bảo vệ, nó binh vực cho ông Trump để trong cái vấn đề là bị đưa ra xét xử gì đó. Thì cái này mới thôi, cái này cách đây khoảng tuần thôi, thì cái vấn đề này mình ít bao giờ ghé qua những cái thành phần đó, anh Thơ Hoàng hiểu không? Mình ít bao giờ ghé qua những thành phần đó, nhưng mà nói chung á, thì cái vấn đề mà xét xử đó, thì bất cứ không cần biết là cái truyền thông của anh trên mạng, nếu mà anh dính líu và hợp tác những cái hành động mà dính líu đó liên quan đến Capitol đó, là anh sẽ bị xét xử nữa, chứ không phải đơn giản đâu đó. Tại cho nên mới có một cái nữa là một số những thành phần đảng Cộng Hòa rồi và một số cái hội đó, nó lợi dụng những cái lịch sử này để đó nó gây quỹ. Mà anh biết gây quỹ đó, nó nói là gây quỹ để nó ủng hộ vì sao, để nó đấu tranh và để nó đưa luật sư, mướn luật sư để đi kiểu như là đấu lại với Bộ Tư pháp Mỹ. Nhưng mà đa số một số những thành phần này là nó lợi dụng cái này, nó lừa gạt người ta để nó lấy tiền. Và bây giờ đó bây giờ đó là Bộ Tư pháp Mỹ và Thông tin của Mỹ và Đài của nước Mỹ đó, họ sẽ lôi đầu những thành phần này ra nữa. Cái nghĩa là nó có hai thành phần, những thành phần có tổ chức về cái vụ mà lật đổ năm vừa rồi, và một những thành phần nữa là lợi dụng để gây quỹ để ăn tiền đó, thì nó sẽ lôi đầu ra hai những thành phần này. Thì mình cũng có nghe những cái thông tin này ở bên Mỹ, nhưng mà thông tin này nó cũng kéo dài lắm anh đó. Nhưng mà nói chung thì mấy ông Việt Nam mới bây giờ cảm thấy rất là ngu. Những cái thành phần mà tự cho mình là đảng Cộng Hòa, hay là tự cho mình là đấu tranh cho quyền lợi cho ông Trump hay này nọ, sự thật ông ta chỉ là rồi. Người tội. Rồi tiếp theo thêm vấn đề này nữa. Trước đây nha, ví dụ cách đây vài tháng hay gần cả năm gì đó, mọi người thường lâu lâu hay nghe thông tin cái kênh truyền thông này bị sập kênh, cái kênh truyền thông kia bị sập kênh mất hết, bị YouTube đánh, bị Facebook đánh sập gì vân vân mấy mấy, đúng không? Và họ đổ thừa cho ai bà cờ gì đó. Thì theo như câu chuyện Ai Việt Việt chia sẻ, theo mọi người có khi nào họ đã đánh hơi được cái chuyện này và họ làm cái động thái gọi là tự hủy để phi tan chứng cứ, nhưng tự hủy trong gọi là rút lui danh dự thì với rút lui chiến thuật gì đó, nhưng vẫn công bố là ôi kia nó đánh tôi rồi, thằng này nó đánh làm tôi sập rồi, tôi mất hết rồi. Hiểu ai về hiểu ý mình nói không? Hiểu đúng không? Theo mọi người thấy cái hướng này nó cũng có phần nào có lý, đúng chứ ai vậy? Đúng, bởi vì họ là trong tổ chức mà, những thành phần đó là họ trong tổ chức mà, chứ không phải là họ là một đơn lẻ gì đâu. Và chắc chắn là họ có cái gì đó sau lưng để gọi là mách nước rồi đi trước cái nước cờ đó, nhằm gọi là hủy chứng cứ, phi tan chứng cứ, tránh liên quan tới cái chuyện ngày hôm nay, đúng không? Ghê. Nhưng mà nói chung vậy là anh Thơ Hoàng, dù anh hủy cỡ nào đây nữa, trong bí mật và thông tin Bộ Tư pháp của Mỹ và nắm hết. Tại nó đã có cái nguyên liệu nó lưu lại hết rồi. Dù anh xóa cỡ nào đây nữa, là anh xóa trong điện thoại của anh, nhưng mà họ lại được luôn. Đúng. Tại giống như ví dụ cái hãng điện thoại nè, mình nói về ví dụ cái hãng điện thoại, tự nhiên cái điện thoại của anh, cái anh vô tình hay là anh không có ý, cái tự nhiên anh xóa cái hình đó, cái hay là tự nhiên cái điện thoại của anh nó bị ai ăn cắp, cái bị xóa này nọ gì đó đó. Xong rồi á, là anh nói tôi mất hết này là giờ có thể nào lái lại được không, thì anh chỉ cần gọi vô cái truyền thông của cái công ty đó đó, nó sẽ giữ cái mặt lại cho anh hết á, nó lưu lại hết á đó. Mà công ty theo ấy thôi, cho nên mà nói về những cái truyền thông mà quan trọng đó, đã nói với anh rồi là Mỹ nó lưu lại hết á, anh chạy không khỏi, tại nó có cái mật mã trên truyền thông ở trên cái rồi, nó lưu lại. Nhưng mà về sao anh? Bởi vì những cái công ty ví dụ như Apple rồi đi, là công ty tư nhân đúng chưa? Nếu họ không hợp tác, với cơ quan hành pháp của Mỹ, họ khôi phục lại dữ liệu, liệu có được không? Bởi vì cái điều này trước đây đã xảy ra rồi. Nếu tôi quan nhớ không lầm là cũng liên quan tới Apple, là cái câu chuyện gì mà yêu cầu Apple mở khóa đó, mở khóa của cái điện thoại của một cái nhân vật nào đó mà Apple không hợp tác, và cuối cùng là coi như là bên hành pháp Mỹ họ bó tay luôn, bởi vì đó là luật gì, là thuộc về cái quyền tư nhân, cái quyền cá nhân, cái tư nhân của công ty đó. Họ có hợp tác hay không thì họ không hợp tác thì FBI không can thiệp được. Mình nhớ trước đây là cái vụ gì quên bà đó rồi, mình có nghe cái vụ đó cũng lớn lắm. Đâu mình nhớ vụ này lớn lắm, trong cái thời điểm mà gọi là tranh cử tổng thống luôn á. Đúng. Chứ cái vụ này không nhỏ, mình nhớ mà. Mình nhớ cái điều đúng đó. Không? Đúng. Nhưng mà nói thiệt với anh nha, đa số những cái công ty Mỹ đó nó dính líu về bí mật của quốc gia của Mỹ hết á. Anh hiểu vậy là anh hiểu rồi đó. Bề ngoài á thì dĩ nhiên nó đưa về cái pháp luật hiến pháp đó, để đó nó kiểu như là tư nhân, hay là để bảo vệ mặt công cho tâm, những người công tâm, là bảo vệ mặt về cho khách hàng hay này nọ rồi vậy đó. Nhưng mà sự thật đó, nếu mà đụng tới bí mật quốc gia mà về cái vấn đề mà an ninh đó, nó thiệt với anh đó, nó chỉ cần bút. Cái đó là tại vì thường thường nó đặt cái nước Mỹ nó là quốc gia của nó, tổ quốc của nó là trên hết. Còn những cái công ty tư nhân hay này nọ đó cũng là những cái thành phần đó là mượn danh để mãi thôi. Chứ sự thật đó, nó liên quan tới pháp luật của Mỹ đó. Bởi vì khi mà anh làm cái gì đó anh phải đăng ký, ký là anh phải không làm này, không làm nọ, không đủ đó. Nhưng mà cái đó là cái đó là pháp luật và lực của Mỹ nó đưa ra thì anh phải chấp nhận thôi. Đó, đơn giản vậy nè. Cho nên nhiều khi hồi xưa mình với anh nói về cái vấn đề mà những cái công ty mà giống như là hồi xưa nó qua Việt Nam nó thải chất đập màu với ca mình, nó đổ thừa này nọ là phải mỗi công ty đó đền bồi này nọ. Sự thật đó, đó là cũng là một cái chiêu bài cháu đánh cháu khái niệm đấy anh, đơn giản như thôi à. Ok, đúng rồi, tụi da trắng nó khùng lắm anh ơi, nó khùng lắm, nó là đúng thủ đoạn của tụi nó là giống như là nó chia ra nhiều cái khía cạnh để nó chia để chị và để nó kiểu giống như là nó nhồi sọ, nó quản lý mình nhồi sọ thế hệ mà bóc lột khoa học, đúng không? Nhớ mình các bạn chia sẻ điều đó, đúng đó. Rất bài bản, rất khoa học đó. Thì trở về cái vấn đề mà anh Lâm Văn Hà, cái này đó anh Lâm Văn Hà anh đi quá xa và sau này anh giác ngộ lại, cho nên mình cũng có nó nghĩ là anh giác ngộ lại thì cũng là một cái sự hiểu biết. Nhưng mà cái sự mà về mà cá nhân của ảnh là có ảnh hưởng nặng hay là không, cái đó là cái quan trọng đó. Cho nên và ảnh cũng nổi tiếng nữa, tại vì ảnh đã nổi tiếng trong cái truyền thông của Mỹ rồi, cho nên thì cái vấn đề này là sẽ có một ngày, nhưng mà không biết một ngày nào đó có thể là cho ảnh là tù treo, không có đi khỏi cả nước Mỹ, không có, nếu mà bị là không có thể làm những cái trò đó nữa. Chỉ là mà anh biết là tù treo ở Mỹ là khổ lắm anh, nghĩa là anh không có quyền nói, không có đi đâu, không có làm cái gì đó, muốn làm cái gì phải gọi xin phép này nọ rồi vậy đó, nó cực lắm chứ không phải giỡn đâu đó. Cho nên một số những thành phần mà tội phạm hồi xưa là lý do là vậy đó, có nghĩa là bị tù treo là bị phạm lại là vô tù lại à đó. Mình làm mình biết mà, hồi xưa mình làm trong cái đó mình biết mà đó. Thôi thì mình chia sẻ với chung với anh bạn Thơ Hoàng và anh em một cái khía cạnh nho nhỏ đó thôi, mình cũng trở lại làm á. Cảm ơn bạn nha. Okay, chào anh em, chào mọi người. Chung cũng muốn nói gì thêm không? Dạ thì cũng rất là kỳ lạ. Đó là qua vụ 6 tháng 1 thì anh em ta biết rồi, có nghĩa là Mỹ người ta bắt cũng rất là nhiều trường hợp, trong đó có cả những người gốc Việt, đúng không ạ? Thế nhưng mà lạ kỳ ở chỗ là tất cả những thành phần từ trước đến nay đó luôn đưa ra một cái gì đó nó rất là thanh cao, nó là tôi đấu tranh với dân tôi, thế này thế nọ, đúng không ạ? Thế nhưng mà chưa bao giờ mà thấy những cái thành phần đó người ta can thiệp hay là người ta có những cái động thái nào đối với những người được không? À, đúng rồi. Đối với những người mà gốc Việt mà vi phạm vào cái việc 6 tháng 1 thôi. Chúng ta chưa nói đến cái vấn đề khác. Đó là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai đó là em thì cũng chưa tìm hiểu rõ lắm. Thế nhưng qua anh ai Việt trao đổi có cái chỗ anh Lâm Văn Hà đó, thì theo em nghĩ là nếu như mà thực sự đó thì về bản chất của những cái thành phần ở bên kia thế giới, mà những cái thành phần có thể nói là xấu xa, thì anh em ta biết rồi, cái thủ đoạn thì cũng rất là đê hèn, đúng thế, không từ thủ đoạn nào cả để người ta đạt được mục đích. Thế nên là khi mà anh Lâm Văn Hà đó, mà khi mà đã nhận ra trước đây anh đã bị những cái thành phần đó nó lừa dối anh trong suốt một cái thời gian dài, thì anh đã có nêu ra cái quan điểm cá nhân của mình đấy, để đi lại, có nghĩa là tìm lại cái quỹ đạo thực sự đó, để mà anh ấy tìm hiểu thông tin thực sự, anh biết được chính xác những cái mà anh cần biết. Thì anh đã nhận ra là trước đây anh đã bị lừa dối rất là nhiều lần và rất nhiều nội dung. Thế nên là anh cũng đã chia sẻ những cái quan điểm của cá nhân anh về nội dung đó. Thì ở đâu đó chúng ta thấy được là gì ạ? Đã có những thành phần khác lên, đúng không ạ? Lên trên mạng xã hội hoặc là thế này thế nọ, đe dọa cũng như là có những lời lẽ xúc phạm anh Lâm Văn Hà. Cái điều này thì chúng ta có thể theo dõi, chúng ta biết thôi, cũng không có gì là khó. Thì cái điều kỳ lạ ở đây chúng ta lại thấy một cái nữa, đó là người ta luôn kêu gọi đấu tranh cho tự do. Thế mà khi mà anh Lâm Văn Hà anh đưa ra cái quan điểm của mình thì những cái thành phần này người ta lại có những cái động thái đe dọa hay là thế này thế nọ, hay là xúc phạm đến anh Lâm Văn Hà thì chúng ta cũng có thể biết. Thế nhưng mà dĩ nhiên em nghĩ chắc chắn nếu như mà có cái điều gì đó thì chắc chắn là những thành phần này người ta sẽ không bỏ qua cơ hội để người ta có thể mà hãm hại, mà có thể nói là loại bỏ anh Lâm Văn Hà. Nó chính xác là như thế. Thì qua đâu đó nữa chúng ta lại thấy được một cái khía cạnh, đúng không ạ? Một cái bộ mặt có thể nói là rất là đê hèn của những cái thành phần này, đó là người ta không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để, và người ta cũng không chừa cho bất kỳ một người nào, miễn là gì ạ, có cái ý định mà chống đối lại với quan điểm của những cái thành phần đó thì người ta ngay lập tức người ta sẽ quy kết này nọ, và người ta sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu chứng cứ để phục vụ cho cái việc gì ạ, loại bỏ. Thì cái điều này chúng ta thấy thêm được một cái, hai cái khía cạnh, và khía cạnh thứ hai này thì em cảm thấy cũng rất là lo lắng, bởi vì cái bản chất của những cái thành phần này nó từ xưa đến giờ nó đều như vậy rồi, thế là cũng không thấy gì làm lạ. Thế nhưng em cảm thấy lo lắng. Thì qua đó chúng ta thấy được hai cái nội dung để nói rõ được cái bản chất gọi là đấu tranh thế này thế nọ, và cái thủ đoạn của những cái thành phần đó là như thế nào. Thì cũng hơi muộn rồi, thì em cũng xin phép chào anh và mọi người trên diễn đàn. Thì có thể là cái nội dung về cái ca sĩ Khánh Ly thì có thể ngày mai hoặc hôm nào đó thì em sẽ chia sẻ sau. Dạ. Thì cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe.